Hôm nay Trâm xin chia sẻ đến các bạn cách Trâm làm tôm cháy từ tôm tươi để mình ăn kèm chung với bánh bèo. Nguyên liệu gồm có 500 gram tôm sú hoặc là tôm thẻ hoặc là tất cả các loại tôm nào mà các bạn thích. Và các gia vị như muối, đường, tiêu, bột ngọt, hạt nêm và tỏi và hành tím. Tôm Trâm rửa sạch và Trâm lột vỏ và lấy luôn cả chỉ đen ở ngay sống lưng của con tôm. Nếu mà các bạn sử dụng con tôm tươi á, để mà dễ dàng lột vỏ thì các bạn có thể bỏ nó vào trong tủ đá một thời gian ngắn cho đến khi mà nó thật là lạnh á, các bạn lấy ra thì lột vỏ rất là dễ. Loại tôm Trâm mua nó hơi to cho nên Trâm cắt ra làm đôi hoặc là làm ba. Còn nếu mà các bạn không thích cắt thì các bạn để nguyên một con tôm cũng được. Ướp gia vị nó, em bỏ vào một muỗng muối nè. Một miếng tiêu, tiêu trắng. Rồi trộn lên, mình ướp gia vị. Mình để mình ướp nó một chút. Tỏi và hành tím băm nhuyễn. Trâm bắt chảo và đổ vào một tí dầu. Khi mà dầu nó hơi nóng lên thì Trâm cho vài hạt điều vào để Trâm thắng lấy màu hạt điều. Em dùng dầu màu điều. Em vừa mới thắng ra nè. Dầu hạt điều đã vàng lên thì mình bỏ tỏi vào. Nếu mà các bạn thích có thể bỏ thêm hành tím băm nhuyễn vào chung. Khi mà tỏi vừa vàng tới đó, mình đổ tôm vào. Lúc này mình có thể nêm muối, tiêu, đường, bột ngọt hay là bột nêm theo gia vị của gia đình mình ăn là được nha mấy chị. Em thấy màu mà nó chưa được đẹp nữa đó, em đổ chút xíu dầu màu hạt điều lên. Tại vì làm cho gia đình ăn cho nên là cũng không có cần phải làm nhiều màu đẹp hay là dùng phẩm màu gì hết, cho nên cứ làm màu tự nhiên thôi. Đây có xào. Chiên xong thì em bỏ nó vào cối, bỏ thịt tôm vào cối để em xay. Nếu mà các bạn thích ăn tôm cháy nó thật là nhuyễn thì mình xay thật là nhuyễn. Còn Trâm thì thích ăn còn một chút thịt cho nên là Trâm chỉ xay nó hơi hơi nhuyễn thôi. Và sau đó thì Trâm bỏ nó trở lại cái chảo và Trâm rim lại. Rim lại cho nó ráo. Mình đã làm xong cái tôm cháy của mình rồi đó. Đây là đĩa tôm cháy của mình đã hoàn tất rồi đó mấy chị.